Xin chào tất cả các bạn, quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề sử dụng Word trên máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn một số cái thao tác cơ bản về cái cách các bạn kẻ khung và điền thông tin vào khung ở trên Word các bạn nhé. Thì khi sử dụng Word trên máy tính thì các bạn sẽ có một số cái trường hợp chúng ta cần kẻ khung, ví dụ như là các bạn kẻ các cái khung bìa tài liệu này, đấy, các cái khung bìa giáo án hoặc là luận văn vân vân. Thì chúng ta kẻ khung, chúng ta điền thông tin vào thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhé. Đó, thì trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ các bạn được một số video về cái cách sử dụng Word cơ bản ở trên máy tính, chủ yếu là dành cho các bạn mới bắt đầu, chẳng hạn như là về cách chỉnh sửa văn bản Word, cách định dạng, cách canh lề, cách chọn phông chữ, cỡ chữ, hoặc là về cái cách gõ tiếng Việt có dấu trên máy tính. Đó, thì các bạn quan tâm thì có thể truy cập thêm kênh của mình, các bạn tham khảo thêm nhé. Và trong video hôm nay thì mình là tiếp tục chia sẻ các bạn thêm về cái ví dụ để chúng ta kẻ khung ở trên Word nhé. Các ví dụ rất là cơ bản, các bạn tham khảo. Thì trên máy của mình thì mình đang sử dụng cái phiên bản Word 2016 các bạn nhé. Ở đây chúng ta kích nút chuột trái vào, chúng ta mở lên. Rồi các bạn kích vào cái ô nhỏ ở giữa này, chúng ta phóng to lên. Đó, thì cái giao diện Word 2016 thì mình thấy là về cái màu sắc thì nó cũng có khác so với các cái dòng phiên bản, ví dụ như là 2010 hay là 2013, nhưng mà về cách sử dụng thì nó cũng hoàn toàn tương tự các bạn nhé. Là cái giao diện khá là trẻ trung và rất là thân thiện. Đó, thì video này chủ yếu là mình chia sẻ các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình đi chậm và chi tiết một chút nhé, để các bạn dễ theo dõi, và mình tiếp tục lấy thêm ví dụ về cái kẻ khung ở trên Word nhé. Thì ở đây mình sẽ vào Insert các bạn này, chúng ta có thể vào Insert và chúng ta tạo cái textbox nhé. Các cái phiên bản Word khác thì các bạn cũng vào tương tự, các bạn cũng vào textbox, có chữ TEXT và BOX này, các bạn vào Insert nhé. Các bạn nhìn sang bên phải thì có biểu tượng giống như là hình vuông, có chữ A đây này, đó thì chúng ta kích vào đây. Ở trên Word 2016 thì các bạn kích vào cái ô đầu tiên này để chúng ta chọn nhé. Sau các bạn chọn xong thì Word nó sẽ cho chúng ta một cái khung như thế này. Đấy, các bạn bấm vào phím Delete ở trên bàn phím nhé, phím DELETE để chúng ta xóa cái này đi. Và chúng ta điền thông tin vào. Đấy. Ở đây mình sẽ tiếp tục lấy thêm ví dụ nhé. Các bạn để con trỏ chuột vào một trong bốn cái góc này. Để khi nào mà nó có cái mũi tên hai đầu như thế này thì chúng ta kéo giãn cái khung này ra. Ví dụ như là mình bỏ cái góc ở dưới cùng bên phải đây. Chúng ta nhấn chuột trái, chúng ta kéo lên này. Kéo lên sang phải thì khung nó lớn lên, chúng ta kéo lên sang trái thì khung nó nhỏ lại, hoặc là các bạn kéo ngang sang phải thì cái chiều dài nó sẽ tăng lên, kéo xuống dưới thì chiều rộng nó sẽ tăng lên. Ngoài ra thì các bạn có thể để con trỏ vào chuột vào cái đường viền của khung, nhấn chuột trái và chúng ta di chuyển nhé. Khi các bạn di chuyển như thế này thì cái khung nó sẽ nằm ở bất kỳ vị trí nào các bạn muốn ở trên cái cửa sổ hoàn thảo, đó, sang phải này, xuống dưới này, sang trái này, hoặc là lên trên, vân vân. Thì ở đây mình sẽ lấy cái ví dụ chẳng hạn như là gọi một cái thông tin vào đây các bạn nhé. Đối với khi mà các bạn vào Insert, các bạn tạo textbox ấy, thì con trỏ chuột nó đã nằm ở trong cái khung này rồi, các bạn có thể gõ bất kỳ vị trí nào để các bạn soạn thảo văn bản vào trong cái khung này. Các bạn vào menu Home này, đấy, ví dụ các bạn muốn viết bên trái thì chúng ta canh trái ở đây nhá. Đó, viết ở giữa thì các bạn bấm vào canh giữa thì con trỏ nó sẽ nằm ở chính giữa của khung. Các bạn muốn viết bên phải thì các bạn bấm vào canh phải thì nó sẽ nằm bên phải của khung, và chúng ta viết tùy vào cái vị trí. Bây giờ các bạn muốn xuống dòng thì chúng ta cũng bấm Enter bình thường nha. Đó, Enter trên bàn phím bình thường, giống như khi chúng ta soạn thảo văn bản ở trên Word. Đó, nó chạy ra giữa các bạn này. Và chúng ta điền vào nha. Ở đây mình lấy ví dụ một thông tin về cái khung về quảng bá sản phẩm của một cái cửa hàng. Chẳng hạn là thì mình ví dụ như là các sản phẩm có bán tại shop. Mình ghi vào nha. Các sản phẩm bán tại shop, chúng ta liệt kê ra ví dụ như vậy nhá. Ở đây mình sẽ bôi đen, chúng ta sẽ bấm con trỏ chuột đang trước này, nhấn chuột trái và bôi đen cái dòng này để chúng ta thay đổi cái kích thước chữ, màu chữ nhá. Đấy, đây mình vào lại menu Home này, chúng ta chọn phông chữ là Times New Roman cũng được. Đấy, cỡ chữ thì ở đây mình sẽ vào khoảng tầm cho khoảng tầm 22 nhá, rồi 24 đi. Đó, rồi cái này in đậm này. Đó, sau khi các bạn có cái này thì con trỏ nó đã chảy xuống ở phía dưới này, các sản phẩm bán tại shop nhá. Tiếp theo là các bạn là nhấn chuột trái vào để chúng ta canh sang bên này. Thì ở đây mình có liệt kê ra một số sản phẩm bán tại shop, chẳng hạn như là cái thông tin ở đây thì mình lấy làm ví dụ thôi nhá, để chia sẻ demo với các bạn thôi về cái cách chúng ta điền một số thông tin vào trong cái này. Một chấm này, ví dụ như là quần áo, thời trang nam nữ đây, nam nữ phải dành cho nam nữ đó, quần áo thời trang này, hoặc là quần áo thời trang thôi. Đó, hai là
giày dép thời trang. Đó, chấm. Đó, chúng ta soạn thảo giống như ở trên Word thôi các bạn nhé. Rồi mình nhấn Enter. Ba nhỏ là mũ nón thời trang. Rồi xuống dòng tiếp. Đó, chúng ta bốn là các đồ dùng khác. Và cái này thì mình có thể là không cần phải phải đánh trống đâu nhá. Cái này giống như là biển quảng cáo đấy. Ở một cái cửa hàng bán thì chúng ta gõ cái thông tin này, chúng ta dán lên chẳng hạn, dán lên trước cửa hàng để khách họ tới họ mua thì họ biết là cái cửa hàng mình nó bán sản phẩm nào. Ở dưới này mình tiếp tục xuống dòng, đó là rất hân hạnh đúng không, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Cái này mình sau khi gọi xong thì mình để con trỏ tôi đang trước này này, và vào lại menu home này và bấm vào kênh giữa để cho cái dòng này nó chảy ra giữa này. Đó, và mình sẽ bôi đen cái dòng này cho lớn lên một chút này, khoảng tầm lên khoảng tầm 16 đây. Rồi in nghiêng. Rồi màu chữ nha, màu chữ đây thì mình có thể là mình chọn cái màu màu này, màu xanh đậm này đi nhá, đấy, hoặc là màu xanh này đây. Rồi in đậm xem thử thế nào. Thì sau khi các bạn gõ thông tin xong thì chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa nhé. Thông tin thô là chúng ta gõ xong rồi. Đấy, cái phần này mình có thể cho nó giãn ra chút này, bôi đen tất cả, để con trỏ chuột lên trên cùng này, nhấn chuột trái và bôi đen tất cả nhé. Và chúng ta giãn ra một chút, đấy, 1.5 này, 1.15 thì nó hơi rộng ha, 1.15 được rồi. Đó. Cái này các bạn để con trỏ chuột ra trước này và chúng ta nhấn cho nó lùi vào bên trong chút nhé, hoặc là chúng ta sẽ lùi ra phía ngoài bên này. Lùi vào một chút. Đây, mình canh ra ngoài này chút này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái đường viền. Đấy, chúng ta chỉnh sửa lại cái đường viền này thì cũng rất là dễ thôi. Đấy, các bạn sẽ kích chuột phải lên cái đường viền này. Khi con trỏ nó có cái mũi tên thế này, các bạn kích chuột phải lên nhá. Và chúng ta chọn cái dòng dưới cùng là format sharp. Đây là cái thao tác rất là cơ bản để chúng ta chỉnh sửa cái khung ở trên Word nhá. Trong một số trường hợp thì các bạn thấy rằng là các phiên bản Word khác thì hầu như các bạn cũng chọn như thế này. Các bạn kích chuột phải lên và chọn vào cái dòng là format sharp nha. Còn cái mục fill này có hai cái mục, đó là mục fill thì chúng ta sẽ chọn màu nền của khung, các bạn kích vào đây này. Các bạn kéo xuống dưới thì có cái mục color này, ở đây có hình chữ xô, các bạn kích vào đây thì chúng ta sẽ chọn cái màu nền của khung này đó, hoặc là màu màu vàng này. Đấy, rất là nhiều cái màu ở đây các bạn chọn nhá. Trường hợp mà các bạn chọn in máy màu ấy thì nó sẽ in ra đúng cái màu như thế này luôn, cái in các bạn kết nối vào các bạn in ra. Còn nếu các bạn in cái máy đen trắng ấy thì nó sẽ không có màu như thế này các bạn nhá. Đấy, các bạn lưu ý cái chỗ là chúng ta in ra nhá. Và tiếp theo là cái phần lin. Mục lin này là dùng để chỉnh sửa cái đường viền này. Ví dụ như là mình thấy cái đường kẻ ở đây nó hơi mờ và hơi nhạt và nó không được đẹp. Đấy, thì mình sẽ chọn vào cái mục lin này và chúng ta sẽ color, có nghĩa là chọn màu của đường viền, thì chúng ta kích vào đây. Các bạn chọn là cái hình nào cũng được, ví dụ màu đỏ này thì nó sẽ có một cái màu đỏ thế này nhá. Đấy, hoặc là màu màu xanh này thì nó sẽ ra màu xanh, hoặc là màu tím này. Đó, nó ra màu tím. Rồi về cái kiểu đồ đầm thì ở đây là mình có cái mục width này. Có cái mũi tên đi lên thì tăng đồ đầm lên, mà mũi tên đi xuống thì chúng ta giảm cái đồ đầm. Ở đây mình tăng lên. Hiện tại là đang ở 0.75 BT. Đấy, mình tăng lên thì chúng ta sẽ có là 1.25, 1.5 này, 1.2 này, 2.25 này. Đó. Rồi 3 BT này. Đó, 3.25. Rồi 3.5 đi, mình cho 3.5 đi nhá. Kiểu đường viền thì các bạn có thể là kẻ đường liền hoặc là đường nét đứt. Đó, đường liền thì các bạn vào cái mục com tai này này, mình tạm thời đọc như vậy nhá, com bao tai đó. Đấy, ta kích vào đây. Hai đường song song này, đường đậm, đường nhạt này, ba đường này. Rồi ví dụ như là mình chọn hai đường song song này đi. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng cái khung này nó có hai cái đường song song khá là đẹp nhá. Nếu mà tăng cái độ đậm lên thì nó sẽ nổi hơn. Rồi mình sẽ thao tác lại này, cái chuột phải lên chọn format sharp này. Đấy, và chúng ta lại vào lại ở đây, ví dụ mình chọn ba đường song song đi. Đấy, và tăng cái độ đậm lên chút, 3.5 rồi. Lúc này là 3.5 đúng không? Rồi, đó là về cái màu đường viền. Ở đây mình chọn màu trắng đi nhá. Mình chọn màu trắng đi. Đấy, cho cái màu màu khung, cái màu nền là màu trắng đi, thì mình vào mục fill đi, đấy, chọn màu trắng. Color trắng. Màu trắng là màu ở đây các bạn này. Rồi, tiếp theo là về cái
Khi các bạn chỉnh sửa cái khung ấy thì chúng ta có thể cho cái chế độ hiển thị nó đẹp hơn một chút. Đấy thì các bạn cũng có thể là kích đục chuột trái vào cái khung này, kích chuột trái hai lần liên tiếp vào đây. Thì lúc này các bạn quan sát lên phía trên ấy, nó sẽ có một số cái công cụ để chúng ta chỉnh sửa ở đây. Ví dụ như là cái mục sắc fill là dùng để chọn cái màu nền của khung, giống như lúc này mình chia sẻ các bạn đó. Đây chúng ta kích vào đây này. Đấy, màu xanh này, màu tím này. Màu giống như màu nước biển này. Đấy, màu xanh nhạt này, vân vân. Đó là về cái màu nền. Còn sub outline là cái màu của đường viền. Ở đây ví dụ như là màu xanh này, lá cây này, đấy, màu xanh đậm hơn này, màu đỏ này. Thì nó sẽ nhanh hơn nha các bạn, chỉ cần kích đục chuột trái vào cái khung này thì chúng ta sẽ có được cái công cụ trên này. Còn cái phần sub effect này là cái phần 3D. Phần này các bạn tham khảo thêm. Ví dụ như mình vào cái mục là glow này đi. Đấy, mình chọn một số chế độ hiển thị của khung ở đây này. Đấy, khá là đẹp nhá, để khi các bạn in ra thì nó sẽ có cái màu như thế này. Hoặc là các bạn để trên máy tính thì nó cũng khá là đẹp. Đây, ví dụ như là mình lấy cái màu này đi nhá. Cái màu này nó cũng khá nổi này, kích vào đây đi. Đó, rồi. Thì các bạn thấy rằng là cái khung này giống như là nó nổi lên như kiểu là hình 3D. Đó. Mà cái này các bạn chỉ vào cái chế độ 3D thì chúng ta mới làm được thôi. Còn nếu mà để như thế, để bình thường chúng ta không chỉnh được như thế này nhá. Chỉ có cái chế độ 3D ở trong cái mục sub effect này chúng ta mới có như thế này. Đấy. Thì khi các bạn nhìn vào mà thấy nó đẹp rồi, ví dụ như bây giờ đây mình cho chuyển cái màu khác đi chẳng hạn. Đấy thì mình vào home này, vào lại biểu tượng A để mình chọn cái màu cho nó. Đó. Tùy đấy, làm sao mà các bạn thấy đẹp thì sau này các bạn in ra chẳng hạn. Đấy thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đẹp hơn. Rồi mình cứ tạm thời để màu đen đi nhá. Màu đen đậm, in đậm xem như thế nào. Đấy. In đậm hoặc là cho nhạt. Cái chuột phải lên, tiếp tục chọn format sharp để mình tăng cái độ đậm thêm xem thế nào. 3.75 4 chấm, mình cho 3.75 đi. Đấy, các bạn thấy rằng là và sau khi mà các bạn có như thế này thì chúng ta có thể di chuyển cái khung này nhá. Đó, nhấn chuột trái lên khung và chúng ta bắt đầu di chuyển đi đâu cũng được, để tùy các bạn cho xuống dưới này. Rất là tiện. Khi các bạn tạo một cái tick box như thế này thì các bạn có thể tạo được cái khung tùy theo ý thích của các bạn nhá. Đấy, rất khá là thuận tiện đó. Đó. Rồi thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn một số thông tin khá là cơ bản về cách chúng ta kẻ khung, cách điền thông tin vào và chúng ta chỉnh sửa. Thì trước tiên là chúng ta sẽ tạo khung trước bằng cách là vào insert và chúng ta tạo textbox. Sau khi có khung rồi chúng ta sẽ bắt đầu điền thông tin vào. Sau khi điền thông tin thô rồi thì các bạn sẽ bắt đầu chỉnh sửa sau. Ví dụ như là chúng ta chỉnh sửa cái màu chữ này. Chỉnh sửa cái kích thước của khung lớn hay nhỏ này, rồi cái kiểu đường viền này, đường liền hay đường nét đứt, và có thể là cả chế độ 3D nếu các bạn cần thiết nhé, để chúng ta chỉnh làm sao cái khung nó đẹp hơn. Rồi thì mình xin dừng video đấy nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn kẻ khung ở trên của thành công, cũng như là chúng ta viết chữ và trang trí được cái khung ở trên máy tính để chúng ta phục vụ công việc nhé. Sau video này, bạn nào của bạn đến cho các bạn cần chia sẻ thêm, các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.